trong chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Olympic Nhật Bản vừa qua, có lẽ điều không vui duy nhất chính là chấn thương đáng tiếc của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Chàng tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải trở về Việt Nam để điều trị. Trong bữa tối cuối cùng với các đồng đội và ban huấn luyện, Hùng Dũng đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. Cùng cả thể anh em đã đồng hành với tôi thời gian qua, thì hiện tại chấn thương thì chắc về mổ thôi, nhưng mà hy vọng là những trận tới thì không ai bị chấn thương như tôi nữa. Tất cả mọi người đều khỏe mạnh, tất cả mọi người, cả cả huấn luyện viên như là tất cả trưởng đoàn đến bác sĩ nữa, tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Mới tập trung ấy cảm thấy rất là bỡ ngỡ, tuy nhiên là sau từ trận đấy đến bây giờ qua hai giải đấu, từ Vinaphone Cup đến những trận đấu vừa rồi, thì cảm thấy tình cảm anh em càng ngày nó càng gắn kết ạ. Đây là đội bóng rất là đoàn kết, và em nghĩ thì những trận đấu tới thì mình không nói trước được cái gì cả, nhưng mà chỉ cần là anh em vào sân với cái tinh thần là tốt nhất thôi. Còn chuyên môn mỗi người cũng điểm mạnh điểm yếu, bản thân tôi có điểm mạnh điểm yếu riêng, thì những người thay thế tôi cũng có những điểm mạnh điểm yếu riêng, và quan trọng nhất là tinh thần vào sân nó phải là tốt nhất. Còn một câu chuyện vui cuối cùng thì ở cái giải U23 châu Á trước ấy, Hậu có chấn thương thì sau 3 trận Hậu chấn thương, đội vào chung kết. Còn bây giờ tôi nghĩ là nếu mà tôi chấn thương, đội vào chung kết thì ok. Hy vọng lần này sẽ thắng. Quả thật là cái giây phút này cũng rất là buồn thật. Thứ nhất là rất là chia sẻ với Dũng. Thì bản thân những cái điều mà nó xảy ra thì cũng không ai mong muốn. Nhưng trên hết thì đây đội bóng mình vẫn còn phải bước tiếp rất là quan trọng nữa. Thì đầu tiên thì cá nhân anh thay mặt toàn thể anh em bóng thì chúc em một chuyến về Hà Nội an toàn, sẽ có một phương pháp trị liệu thật sự tốt nhất để em có thể mong chóng hồi phục. Quan trọng hơn nữa là đội bóng luôn chiến đấu và luôn coi đây là 20 người chứ không phải là 19 người, nên em cứ yên tâm và về, và thứ nhất là về với gia đình, và thứ hai nữa là cố gắng điều trị chữa trị cho nó tốt. Anh nghĩ là mọi thứ đều nó sẽ qua, niềm vui nó lại sẽ đến, và chúc em sẽ sớm bình phục và quay lại chiến đấu của mình. Hy vọng rằng với những lời nhắn nhủ của Hùng Dũng, các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ có thêm động lực để chiến đấu thay cả phần đồng đội trong những trận đấu phía trước. Mọi người cũng biết là trước mắt chúng ta còn là một cái trận đấu rất là quan trọng. Nhất là anh em mình cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho nó thật sự tốt. Mong rằng đây là một cái thiếu sót gì đấy mà anh em mình phải cố gắng bù đắp và chiến đấu hy sinh tất cả những cái gì mà mình có. Và mong rằng đội mình luôn là một cái tập thể gắn kết bù đắp lại cho những cái gì đó. Được biết, Hùng Dũng đã lên máy bay để trở về Việt Nam. Dự kiến vào 9 giờ tối nay, anh sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài.